Xin chào các chị. Hello, xin chào 36 chị đang xem live. Mỗi chị xem live cho em xin một chấm một lượt chia sẻ nha. Hôm nay em có rất là nhiều con dạ tuyết đẹp này, áo phao, có cả phao của nam và của nữ. Nhiều con siêu phẩm mà hôm nay em bán giá rất là tốt cho mọi người nha. Lông vũ nhiều mọi người. Hôm nay lông vũ nhiều nha, trần bông cũng nhiều con, hàng đỉnh và ấm. Hôm chiều nay em sẽ bán giá sale rẻ cho mọi người luôn. Mỗi chị xem live cho em xin 1.1 lượt chia sẻ nha. Em xin 1.1 lượt chia sẻ. Hôm nay dạ tuyết các chị ơi, dạ tuyết hôm nay siêu đỉnh luôn. Nhiều con này, đúng rồi. Đỉnh chưa? Trời ơi, xinh khủng luôn mọi người ơi. Chất giả của nó là dày và nặng tay nhá. Cái có phao trắng ạ. Phao trắng em có chị ơi, có mấy con rất là đẹp luôn. Mỗi chị cho em xin 1.1 lượt chia sẻ nha. Xin chào năm mốt chị đang xem live ạ. Hello hello. Xin chào năm mốt chị đang xem live. Mỗi chị cho em xin 1.1 lượt chia sẻ để em có thể bán giá tốt cho mình nha. Hôm nay em có nhiều con rất là đẹp đấy ạ. Chị nào chia sẻ mà chốt được những con đấy thì em sẽ để giá tốt luôn nha. Hello. Xin chào năm năm chị đang xem live. Cái trước chúng mình đã xem live áo phao trẻ em rồi đúng không ạ? Bây giờ đến phao người lớn nha các chị. Săn phao cho các con rồi, bây giờ mình săn phao cho bố mẹ luôn. Dồn đơn đi một thể rất là đẹp luôn các chị ơi. Hôm chiều nay em sẽ để giá tốt cho mọi người ạ. Toàn con đẹp lắm, nhưng mà nhiều khách không chốt không phải xả ra ấy ạ. Nên là em bán xả giá đẹp hết cho mọi người luôn nhá. Mọi người cần màu sắc, kiểu dáng, size số như nào mọi người comment lên giúp em nhá. Comment kiểu dáng, size số lên giúp em. Không có dạ em lông cừu đâu chị ơi. Cái này chỉ có dạ tuyết thôi. Dạ em lông cừu thì em mới lên 1-2 hôm trước rồi chị ơi. Hôm nay em là phao nhá. Hôm nay em là phao và dạ tuyết. Dạ tuyết chị ơi, dạ mấy cái dòng dạ tuyết này chị ơi, nói chung là siêu đỉnh luôn. Sang chó cả nam cả nữ ạ. Cả nam cả nữ chị ơi, yên tâm đi nhá. Đẹp chưa? Những con như thế này chị ơi. Đẹp chưa này? Xinh lắm luôn. Hello, xin chào 60 chị đang xem live. Mỗi chị xem live cho em xin 1.1 chia sẻ nha chị ơi. Hôm nay phao này em có rất là nhiều con đẹp chị ạ. Phao này em có rất là nhiều con đẹp. Đảm bảo là... Đây, những con như này xinh chưa? Phao nam màu trắng này chị ơi, đẹp chưa? Những con như này các anh mặc lên thì đỉnh chóp luôn. Trẻ trung sang trọng và rất là ấm nhá. Cái chất phao của nó ấy mọi người, cái chất phao của nó kiểu nó ấm nhưng mà nó vẫn có cái độ mềm mại khi mà sờ vào như này, nó mướt nhá. Nó mướt và có cái độ êm. Nó khác hẳn với cái loại phao rẻ tiền khi mà mình sờ mình bóp bóp như này sẽ thấy nó bí và nó có những cái tiếng kêu sột soạt đấy chị. Em xem phao nam. Ok, phao nam nhiều lắm chị ơi. Hello, đông đông bắt một tí em bắt đầu lên nhá. Mỗi chị cho em xin 1.1 lượt chia sẻ đi ạ. Cho em xin 1.1 lượt chia sẻ, đông đông bắt em bắt đầu lên nhá. Nhiều con xinh lắm mọi người ơi, phao nam đang nhiều mọi người nhá. Phao nam đây nhiều, lông vũ cũng có nhiều, mà chân bông cũng có nhiều luôn. Nhiều con đẹp xinh lắm. Đây, trời ơi, đẹp chưa này. Căng ngay rồi. Đẹp chưa? Siêu phẩm luôn. Đây. Siêu phẩm luôn các chị ơi. Đỉnh chóp nhá. Em bắt đầu lên nhá. Các chị comment kiểu dáng size số và mẫu mang muốn mua nhá. Hello, đầu tiên em lên con em đang mặc này trước nhá. Con này size cho em 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân cho em. Con này, đây mình mặc khoác cái này cũng đẹp này. Mình mặc khoác cái này cũng đẹp, nếu không mình cài cúc vào nhé. Nếu không thì cài cúc vào cho em. Đây, con này cho em size 55 đến 60 cân ạ. Tuyết phối màu cực đẹp luôn nhá chị nhá. Em để 130. Mã là 757. Bao nhiêu em đứng thẳng si chị ơi. 130 đến mã 757. Hôm nay nhiều con mới nó cực kỳ cao luôn rồi ạ. Đây, trời ơi, phao nam cho em. Phao nam hôm nay em siêu phẩm có bác cao luôn người ơi. Đây, đây trần bông ấm lắm. Mark này size 95 nhá. Hàng hiệu của Polham cho em. Hàng hiệu của Polham, mark này size 95. Cái này dành cho các anh size 55 đến 60 cân. 60 cân quay đầu ạ, 55 đến 60 cân nhá. Chồng chị nào cân nặng trong khoảng cân nặng này, em để con này 400 lên mã là 610. Siêu đỉnh luôn, hàng hiệu nhá. 400 lên mã 610 cho em ạ. Tên là gì nhỉ? 400 lên mã 610 ạ. Đây, con màu đỏ này em thấy này mọi người ơi. Con này siêu nhẹ cho em. Con này siêu nhẹ có khối len ạ. Con này siêu nhẹ có khối len cho em nhá. Đây. Đỉnh chưa mọi người ơi. Con này chồng chị nào cân nặng trong khoảng 55 đến 60 cân. 60 cân quay đầu thôi ạ. Con này 60 cân quay đầu nhá. Không, cái này là của nữ đấy các chị ạ. Vai nó như này, vai nó nhỏ như này là của nữ đấy. Vai của nữ nhá. 55 đến 60 cân của nữ cho em. 55 đến 60 cân của nữ dáng dài ạ. Đẹp chưa chị ơi? 55 đến 60 cân nhá. Siêu đỉnh luôn, màu đỏ cho em. Em để con này 300.000 lên mã 78 nhá. 300.000 lên mã 78 cho em.
đẹp quá mọi người ơi, con paca siêu phẩm mọi người. Sao trắng đẹp hay gì em? Đây, con trắng này là thử luôn lên cho mọi người xem nhá. Sáu bộ không chị Thái Hòa. Đây, này đẹp chưa mọi người ơi? Con này là phao nữ không phải phao nam mọi người nhá. Con này phao nữ cho em. 50 trên 57 cân thôi. Con này 57 cân thôi. Con này 57 cân phao được nhá. 50-57 cân phao nữ nhá, không phải phao nam mọi người ơi, phao nữ cho em. Con này em để 250 lên mã là 162. 250 lên mã 162. Trời ơi, siêu đẹp, siêu ấm luôn mọi người ơi. Con này coi như vừa bán vừa tặng luôn nhá. Vừa bán vừa tặng luôn. Đẹp và nó ấm lắm, lông vũ cho em nhá. Lông vũ cho em ạ. 250 lên mã là 162. 162 cho em. Đây. Con màu tối này. Con này màu tối nhá. Chị nào có cân nặng trong khoảng 50 đến 55 cân ạ? 55 cân quay đầu cho em. Chị nào thích màu tối lấy con này nhá. Em để con này 250, mã là 412. 162 cho chị xuất. 250 lên mã 412 cho em nhá. Trời ơi, con dạng này mọi người ơi. Tôi điện thoại về địa chỉ với ạ. Thì con dạng này nó siêu đỉnh luôn. Chất nó dày cộp, bên trong nó lụa toàn bộ cho em nhá. Bên trong nó lụa toàn bộ đấy ạ. Em sẽ lên xem kẽ luôn các chị nhá. Em sẽ lên xem kẽ giải thích được không? Trời ơi mọi người ơi, con này đỉnh chót cho em. Này chị ơi, hàng cung ngọc của nó còn nguyên nhá, ngọc trai còn nguyên luôn. Đẹp lắm luôn chị ơi, sang chảnh. Không gì để nói luôn. Này, đằng sau nhá. Nếu đằng sau nó có điểm nhấn gì thì em sẽ nói luôn, còn nếu mà em không nói gì mà không quay đằng sau thì nó là trơn như này mọi người nhá. Nó trơn như này nhá. Con này cho em, trời ơi, siêu phẩm mọi người ơi. Con này mặc khoác hở hông bên ngoài cũng đẹp, xong mặc bên trong những cái váy màu trắng hay đi cưới đi đi tiệc các thứ ấy mọi người. Em để con này 150 thôi, lên mã là 774. 150 lên mã 774 nhá. 50 55 cân. Thề với mọi người, quý tộc kinh khủng luôn, như bà hoàng ấy. 150 lên mã 774 cho em ạ. Đẹp quá. Này như thế này. Con này kiểu dáng dễ mặc hơn. Con này dễ mặc hơn mọi người ạ. Nó là size chuẩn M cho em, 50-55 cân. 50-55 cân đẹp quá này. 50-55 cân nhé mọi người. Cái cúc này vào cho em này, 50-55 cân nhá. 50-55 cân em để con này. Con này gọi như là tặng luôn cho mọi người này. Con này em để 70.000, mã là 609. 70.000 con tuyết này, mã 609. Trời ơi mọi người ơi, siêu đỉnh, khoác bên ngoài như này trong thời tiết này quá hợp luôn. Bên trong mặc cái áo màu trắng trắng ấy, sáng màu ấy, đẹp lắm. Mua là 70.000 thôi, lên mã 609 nhá. Con này là chị nào phải chia sẻ em mới chốt này. Mọi người nhận hàng về tay không thể ngờ được là những cái con dạ tuyết nó siêu đỉnh như này mà chỉ có 70.000 thôi mọi người ạ. Đây, con này màu sắc hơn cho em. Đây, cổ vest nhá. Cổ vest nhá, các chị công sở cho em. Con này mặc mà kiểu blazer ấy mọi người, xinh chưa? Kiểu khoác blazer cho em nhá. Con này size 48, 53 cân, 53 cân quay đầu cho em. Em để con này 180, mã là 193. 180 nhá, lên mã 193 cho em là đẹp quá. 774 cho chị Vương Huệ Chi. 180 lên mã 193 nhá, khoác blazer này. Tuyết khoác blazer đẹp quá. Màu xinh á. 180 lên mã 193 nhá. Di lê em có vài con di lê tuyết hôm nay bán rẻ nữa mọi người nhá. Này, di lê tuyết này. Di lê tuyết này con. Di lê tuyết cho em con này xem nào. Di lê tuyết nha mọi người. Những con như này mọi người đóng đai và đẹp cực kỳ luôn. Con này cho em. Con này free size SML mặc đều đẹp. SML mặc đều đẹp cho em con này nhé. Màu sáng đấy ạ. Em để con này 70.000 thôi. Lên cho em mã là 842. 70.000 lên mã 842 nhá. Di lê hôm nay bán rẻ luôn. 70.000 mã 842. Con này công sở này. Con này công sở có đệm một vai nhá. Có cầu vai ạ. Công sở có cầu vai này xem nhỏ rồi. Con này size 45 50 cân. Đừng xuống 70 cái. Họ toàn phải bán lại 80 thôi. 45 50 cân con này nhá. 45 đến 50 cân mọi người ơi. 45 đến 50 cân nhá. Con này cho em 45 đến 50 cân size chuẩn S ạ. À. Em để con này 180 lên mã 326. 180.000 lên mã 326 nó đẹp quá này. 180 lên mã 326. Các chị cần phao hay cần dạ tuyết chị ơi? Cần phao hay cần dạ tuyết ạ? Comment lên em nhá. Cần phao hay cần dạ tuyết comment lên em nhá. Trời ơi, con váy này đỉnh chóp mọi người ơi. Con váy này đẹp quá, con váy tuyết lại cho em. Con này size S ạ, 45 đến 50 cân, maximum là 52 cân quay đầu thôi. Dạ tuyết cho em nhá, xinh quá mọi người ơi. Em để con này 100.000 lên mã là 634.
100.000 lên mã 634 nha. Đẹp quá mọi người ơi. 100.000 lên mã 634 em. Bao nhá. Cái này gilê này. À không, cái này ở đây. Em. Đây, xinh quá mọi người ơi. Quen. Bên trong là chị này, cổ lông nhá, lông thật cho em. Em là hàng si đi chị ơi, hàng si chị ơi, bên em là hàng si nhá. Nhưng mà luôn luôn đảm bảo độ mới cho mọi người. Nhận hàng mọi người được mở ra kiểm tra nhá. Nhận hàng được mở ra kiểm tra cho em. Con này cho em, chồng chị nào có cân nặng size từ 60 đến 65 cân ạ, 65 cân quay đầu cho em. Trời ơi mọi người ơi, thế mọi người. Chất phao của nó này, siêu đỉnh luôn. Cái mũ của nó là mũ lông thật đấy ạ. Cái mũ lông là mũ lông thật nhá. 60 đến 65 cân, chồng chị nào có khoảng cân nặng này, em để con này 180 lên mã là 122. 180 lên mã 122 thề mọi người, con này đẹp lắm luôn. 180 nhá. Chồng chị nào cân nặng 60 đến 65 cân lên mã 122. Đây, thích ấm. Chị nào kiểu hay phải đi làm đường xa ấy, hoặc đi sáng sớm về tối muộn ấy, lấy những con như này thề mọi người. Cổ nó này, cổ bên dưới là phao của phối len nhá. Con này size nhỏ 45 đến 50 cân thôi ạ. Maximum là 52 cân quay đầu cho em, cực kỳ ấm. Cực kỳ ấm cho em nhá. Con này em để 250 lên mã 23. 250 lên mã 23 là đẹp lắm mọi người. Xinh chưa? Xinh chưa? Ở sau nhá, phao dáng dài cho em ạ. 150 lên mã 23, size hơi nhỏ. 250 lên mã là 23. Size nó hơi nhỏ một tí. Siêu phẩm đấy mọi người ơi. Đây mã này size 95. Mắc đánh size 95 các anh nam. Nhưng mà con này là kiểu dáng thể thao, nó làm form hơi to này. Con này tầm 58 đến 65 cân. 65 cân quay đầu ạ. Các anh nam ạ, tất cả đẹp chưa mọi người ơi. Trời ơi, siêu đỉnh luôn. Nó dày mà nó ấm, mua của nó này. Con này cho em em để con này vừa bán vừa tặng luôn nhá. 300.000 bán 501. 300.000 bán 501, trời ơi mọi người nhận hàng về gỡ hàng luôn. 300.000 lên bán 501 cho em. 65 cân quay đầu. Đây, những con như này này, vừa nỉ vừa ấy, vừa nỉ vừa phao này, vừa phao vừa nỉ cho em nhá, đẹp quá mọi người. Của các anh nam, con này à, đây, nó là phối nhá, nó là phối nhá. Chồng chị nào có khoảng cân nặng tầm 55 trên 62 cân, 62 cân quay đầu nha, con này 62 cân quay đầu cho em nhá. Em để con này 250 lên mã là 702. 250 lên mã 702 cho em nhá. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi, 250 lên mã 702 này. Đẹp quá. Chất của nó ấy, vừa mềm vừa êm. Đây. Con này hàng hiệu của Lacuma, nó đánh mác là size 100. Mai này cho chị Vũ Đan. Mác đánh là size 100 nha em. Size 100 các chị nữ nhá. Size 100 của nữ ạ. Con này cho em cân nặng tầm 53 cho đến 58 cân. 58 cân quay đầu nhá. Phao siêu nhẹ lông vũ. Lông vũ siêu nhẹ đây các chị ơi, chị nào cần lông vũ siêu nhẹ màu vàng lấy ngay con này nhá. Hàng hiệu đấy ạ. Em để con này 300.000 mã là 462. 300.000 lên mã 462 cho em nhá. Đẹp quá mọi người ơi, 300.000 lên mã 462. Lông vũ siêu nhẹ đấy ạ. Hôm nay em có cả mấy con manto đấy mọi người. Có cả mấy con manto đấy. Ai cần băng tô comment em lên nhá. Ai cần băng tô comment em lên ạ. Đây, con này 23 chốt chị Hương Bưởi. Con này cho em ạ. Con này cho em là một em phao của nam. Con này là phao trần bông rất là dày và ấm đấy mọi người ơi, nó có khối nỉ nữa nhá. Con này ngay 65 cân quay đầu, 60 đến 65 cân ạ. 60 đến 65 cân em để con này 250 lên mã là 55. 250.000 lên mã 55 nhá. 250.000 ạ, lên mã 55 cho em. Đây mọi người ơi, lông vũ siêu nhẹ đây. Màu cũng cực đỉnh luôn này. Đây, lông vũ siêu nhẹ màu đỉnh lắm. Trời ơi, đẹp chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? Quay đẹp quá mọi người ơi. Quay chồng chị nào có cân nặng trong khoảng tầm 58 trên 68. 58, 67 cân nhá. 67 cân quay đầu. 67 cân quay đầu nhá. Đây, 58, 67 cân. 67 cân quay đầu cho em. Con này em để 230. Mã là 926. 230 mã 926 lông vũ siêu nhẹ cho em nhá, màu cực đỉnh luôn ạ. 230.000 thôi, lên mã là 926 nha em. Đẹp quá. Xịn đấy mọi người ơi. Cái màu nó cũng đẹp luôn. Lông vũ siêu nhẹ đấy ạ.
Vai màu sáng này. Vai màu sáng cho em nhá. Đây. Các anh nào thích màu sáng ấy thì không thể bỏ qua con như này rồi đúng không ạ? 926 chốt thì Nguyễn Vui. Màu nó trang nhã cực kỳ luôn mọi người ơi. Con này màu trang nhã nhá. Con này cho em bác anh trong khoảng cân nặng 42 đến 62 cân. 62 cân quay đầu thôi nhá. Con này 62 cân quay đầu, các anh nam mặc đẹp quá mọi người ơi. Con này em để 180, mã là 354. 180 lên mã 354 nhá, con này đẹp quá này. 180 lên mã 354 này. Xinh chưa? Cũ nghiêm đàng hoàng nhá. Con này đồng phụ nhá. Đồng phụ xem. 180 lên mã 354 này. Con này của chị nữ này. Của chị nữ này, con này màu này thì các chị mua tặng mẹ. Các cô thì hợp hơn, các cô thì hợp hơn các chị. Màu này nó hơi kiểu đúng tuổi một tí ấy, nó hơi đứng đứng nhá. Con này cho em size 48 cho em 55 cân. 55 cân quay đầu ạ. 55 cân quay đầu, em để con này 200 nghìn thôi, lên mã là 331. 200 nghìn lên mã 331 nhá. Con này mua cho mẹ, mua tặng mẹ các thứ thì hợp hơn. Có Affect, có em này, em có một con blazer blazer giả blazer ấy chị. Đấy, em vừa lên đấy đây. Chị có thể xem lại like lại con đấy nhá. Đấy, chưa khách chốt đâu. Đây, cái đấy chưa này. Con này các chị nữ cho em nhá. Con này size chuẩn M 50 đến 55 cân. 55 cân quay đầu kìa ạ. 55 cân quay đầu siêu ấm luôn. Đây. Thế này lên đi đường thì thôi đấy. Gió đứng ngoài khóc luôn mọi người ơi. Siêu ấm luôn cho em nhá. 50 đến 55 cân. Em để con này 100 nghìn thôi. Lên cho em mã là 326. 100 nghìn thôi lên mã 326 nhá. Phải đẹp lắm mọi người ơi. Còn đi đường siêu ấm này. 354 chốt chị Thảo Ngôn. Con này kiểu da beo ấy mọi người. Da beo em xanh nhỏ quá. Con này 45 đến 50 cân thôi ạ. 50 cân quay đầu cho em nhé. Em mặc trợ thuốc 45 50 cân. 50 cân quay đầu em để con này 150 lên mã 56. 150 mã 56 nhá. 150 326 chị Trần Ngà. Em lên tuyết nhá. Con này nhiều con tuyết đỉnh quá mọi người ơi. Con này em lên đây mọi người này. Xinh chưa? Tuyết siêu đỉnh mọi người ơi. Con này cho em size chuẩn M ạ. 50 55 cân. 150. Size chuẩn M nhá. 50 đến 55 cân mà đẹp chưa mọi người ơi. Size chuẩn M 50 55 cân. Cúp đây mọi người đóng cúp vào cho em nhá. 50 55 cân nhá. 50 55 cân con này. Em để con này 130, mã là 195. 130 em bán 195 nhá. Đẹp chưa mọi người? 130 mã 195. Tuyết nhá. Trời ơi. Con này phối màu đẹp chưa này. Những con di lê như này rất là dễ mặc nhá. Thời tiết này mình mặc ổn rồi đấy chị. Con này cho em size chuẩn M 50 55 cân. Đóng cho em cái đai nữa vào ở đây nhá. Ôi ôi nó sang chảnh làm sao hả các chị. Đây 50 55 cân cho em. Em để con này 80 nghìn lên mã là 709. 80 nghìn lên mã 709 nhá. Hôm nay có cái giá cực kỳ ưu đãi cho mọi người. Nói chung mọi người cứ vào ca live buổi chiều với em là đảm bảo sẽ có giá tốt. Hàng nó không phải có những con mà quá là siêu phẩm như lúc khui kiện, nhưng mà về chất lượng của nó thì ổn định, mà giá thì rất là tốt cho mọi người. Mọi người chốt cũng dễ hơn nữa. Đây, con này cho em size nhỏ 45-50 cân. Ôi size nhỏ nhá, 45-50 cân thôi ạ. 45-50 cân cho em. Em để con này 108 lên mã là 108. 108 lên 108 chất tuyết nó siêu đỉnh luôn. Mà nó còn mới lắm. 108 lên mã 108 nhá. Đây, những con như này này mọi người. Những con như này. Những con như này mình mặc khoác thời tiết bây giờ là ổn đấy. Mình mặc những con như này mình khoác trong thời tiết bây giờ đấy các chị. Không cần cài cũng được, mình mặc mình khoác như này này. Đấy, sang chảnh không? Sang chảnh mà lại chảnh chung nhá. Đi với cái giày thể thao cái gì đấy. Áo tím dưới kia bao nhiêu cân mặc vừa xong? Áo gì? Áo khoác tím. Áo tím à? Ok, để em tí nhá. Hàng quay hàng hiệu đấy, để em một tí nhá. Con này cho em. Con này cho em size S và M ạ. 48 cho đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mọi người ơi, xinh quá. 48 55 cân này, chất liệu của nó cũng đẹp luôn. 48 đến 55 cân. Đây. Màu nhã nhặn đẹp lắm. Xinh chưa? Đỉnh chưa mọi người ơi? Đỉnh chưa con tuyết lại cho em nhá. 48 55 cân mặc đẹp. Em để con này 100 nghìn thôi, lên mã là 800. 100 nghìn lên mã 800 này. Ui đẹp quá. 100 nghìn thôi nhá, lên mã 800 cho em nhá. Em nhiều áo nam luôn đấy mọi người ạ. Áo nam nhiều luôn, em ơi đợi em một tí nhá. Em sẽ lên dần dần. Đây, con tím này đúng không ạ? Con tím này cái chân này hàng hiệu của Elio đấy ạ. Con này là lông vũ siêu nhẹ cho em. Lông vũ siêu nhẹ, xem nào, xem size của nó.
hàng hiệu của Elio cho em nhé. 100 trong lông vũ đấy mọi người ơi. Con này 100 trong lông vũ này, đẹp chưa? Màu này màu tím đếp cẩm. Màu tím cẩm nhá. Con này size to tầm 53 đến 58 cân. 58 cân cho em, 58 cân quay đầu nhá. 60 cân maximum là 60 cân quay đầu, cái nắp nó vẫn là rộng lắm. Maximum là 60 cân quay đầu mặc đẹp. Em để con này 250 lên mã là 534. 250 lên mã 534 lông vũ siêu nhẹ đấy ạ. À. Cực kỳ đẹp luôn nhá mọi người. 250 mã 534 cho em. Đây. Phao nam đây, phao nam mác đáy size 95. Mác đáy size 95 cho em. Ờ 45. Đây, con này dành cho anh size 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân ạ. 55 đến 60 cân con này nhá. Đây. Con này 55 60 cân của các anh nam, em lấy 250, mã là 399. 250 mã là 399 con này nhá của các anh nam đấy ạ. Chất liệu đỉnh của chóp luôn mọi người ơi. Đây. Con này xanh cơ này. Màu sắc này. Một con trần chám, một con trần chám mỏng mỏng để cho các anh mặc thời tiết này này. Mặc luôn trong thời tiết này đẹp nhá. Đẹp chưa này. Ui. Còn cái này dành cho chồng chị nào có cân nặng tầm 58 đến 65 cân. 65 cân quay đầu nhá. 58 65 cân. Con này trần chám mặc thời tiết này cực kỳ ổn này. Đi đường các thứ này, đẹp lắm mọi người ơi. Em để con này 150, mã là 670. 150 lên mã 670 nhá của các anh nam nhá. Đẹp lắm, trần chám nó trần hai lớp. Xong trong cái thời tiết này này mình mặc con này đi đường hoặc đi buổi tối thứ là ổn. Mà nó trông thời trang. 150.000 thôi, lên mã 670 nha em. 150.000 lên mã 670 nha. Con này à, mác đấy size 105. Size 670 cho chị Nhung Hà. Ủa con này size to nhưng mà size to của cái này, con này của các chị nữ cho em nhá. Con này size 53 58 cân chốt mác chị. Mác đấy thế thôi nhưng mà mặc mọi người năm con này 55 cân thôi mọi người ạ. Size 55, size 50 55 cân thôi. 50 55 cân nhá, cực kỳ ấm mọi người ơi. 50 đến 55 cân cho em nhá, lông vũ đấy ạ. Em để con này 200 thôi, lên mã là 940. 200.000 lên mã 940 cho em nhá. Chị Minh Tuệ Nguyễn cho shop xin thêm số điện thoại và địa chỉ đấy ạ. Lông vũ đây. Lông vũ đây mọi người ơi. Con này lông vũ trên đỉnh luôn này. Mới lắm, còn mới lắm. Size to, size các chị 58 65 cân. 65 cân quay đầu mặc được con này nhá. 58 đến 65 cân ạ. Lông vũ siêu nhẹ mọi người ơi. Lông vũ siêu nhẹ nhá. Trời ơi, không khác gì hàng của Uniqlo luôn. Đẹp lắm. Lông vũ siêu nhẹ nhá. 58 65 cân. 65 cân quay đầu. Không mũ nhá. Em bán phách giá luôn cho mọi người 80.000. Mã là 209. 80.000 mã 209 không mà bị mất mũ. 940 cho chị Na Lê. 80.000 lên mã 209 cho em. Phải đẹp quá mọi người ạ. Mặc vừa đẹp vừa ấm. Màu rêu rất là nhã nhặn này. Màu rêu nhã nhặn này. Cái mác của nó xịn luôn mọi người ơi. Hàng hiệu cho em nhá. Cái mác của nó rất là xịn luôn. Con này cho em size 65 cân quay đầu ạ. 58 đến 65 cân nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp. 65 cân quay đầu em để con này 220. Mã là 974. 220 mã 974 nhá. 65 cân quay đầu cho em. Maximum là 68 cân ạ. Maximum 68 cân nhá. 220 mã 974. 220 mã 974 nhá. Đây, nhiều con đẹp lắm cô. Cái màu của nó ấy. Này các chị nữ này. Các chị nữ nào thích màu tối đi đường cho nó sạch. Lấy những con này. Đây. Con này cho em, size chuẩn màu 50 55 cân nhá, cực kỳ ấm. Lông vũ nó mềm lắm, cực kỳ ấm nhá. 250 lên nó là 301. 250.000 lên nó 301 cho em. 250.000 lên nó 301. 974 chị Quỳnh Phạm. Chị Quỳnh Phạm cho shop xin thêm số điện thoại và địa chỉ với ạ. Con này cho em. Con này cho em. Con này là của các chị. Không, từ lại xem. Con này của các anh nam nhỏ, xanh nhỏ rồi. Size 50, 55 cân ạ. Cái cầu vai của nam nhé. 50, 55 cân của các anh nam nhé. Em để con này 100.000 mã là 368. 100.000 lên mã 368 nhé. Vừa bán vừa tặng luôn. Chất liệu của nó là dù dù chống nước nhẹ đấy ạ. Đẹp lắm. Anh nam mặc đi đường thoải mái 50-55 cân. Các chị nữ mà trong khoảng cân nặng này mà thích cái màu như này lấy cũng được, không sao cả. Nam nữ mặc thì ok. Lông vũ của nữ màu sáng 55kg. Lông vũ của nữ màu sáng 55kg. Sao chị không lấy cái con màu vàng đây này chị này. Trời ơi, con này màu vàng lông vũ siêu đỉnh luôn mà không lấy. Hàng hiệu luôn cho em đấy ạ.
Con này hàng hiệu luôn đấy chứ. Đây. Con này hàng hiệu của Lafma mà. Đây. Đẹp chưa này? 36 lông vũ siêu nhẹ chị ơi. Đẹp, đẹp chưa? Con này 53. 53 cho 58 cân. 58 cân quay đầu. 300.000 mã là 462. 300.000 đến mã 462 nhá. Lông vũ siêu nhẹ đây, con này đỉnh đó mọi người. 300.000 thì mã 462. Đây. Ôi trời ơi, đẹp chưa? Chị xem sao nam với. Đây, sao nam đây. Quay của nam. Ôi. Nó siêu nặng luôn mọi người ạ, nó phải hơn 3 cân len. À hơn 3 cân phao luôn ấy. Này, siêu nặng và siêu ấm nhá. Đẹp chưa mọi người ơi? Ôi, size to của nam. Con này cho em size 65 cho đến 73 cân. 73 cân quay đầu ạ. 73 cân quay đầu các anh nam nhá. Vừa đẹp vừa ấm nhá. Này, đẹp không? Em để con này vừa bán vừa tặng cho mọi người 300 nhá. Má là 177. 300.000 má 177. Trời ơi, chị nào mua được con này nó chồng quá đỉnh luôn mọi người ơi. 300.000 má 177 nhá. Màu vàng của các anh nam nhá. Size này size 55 đến 60 cân của nam. 55 đến 60 cân của nam ạ. À. Em để con này 250. 177 cho chị Mơ Phạ. 250 mã là 951. 250 mã 951 nhá. 250 lên mã 951 cho em. Em lên tweet cho mọi người, em sẽ lên xem kẽ. Tweet cho con này nhỏ nhỏ này. Ui nhỏ lắm mọi người ạ. Nhỏ không thể mặc vào được luôn. Con này size XS thôi. Con này size 43 đến 48 cân cho em. 43 đến 48 cân nhá, sang chảnh nhá. 43 đến 48 cân. Em để con này 150 mã 35. 150 lên mã 35 cho em. Zile nha mọi người, Zile em sẽ để đồng giá 80.000. Zile em sẽ để đồng giá 80.000 cho mọi người luôn nhá. Đây, con này cho em size S và M nhỏ. 45 cho đến 53 cân, 53 cân quay đầu ạ. 53 cân quay đầu nhá. Em để 80.000. Mã là 137. 80.000 lên mã 137 nhá. 80.000 lên mã 137. Trời ơi, toàn con đỉnh quá mọi người ơi. Toàn con đỉnh quá. Ví dụ như con này. Đây. Thế mà chỉ có 80.000 thôi mọi người ạ. Chỉ có 80.000 đồng giá con những con di lê này thôi nhá. Con này cho em size S và M. 48-55 cân. Em để 80.000 lên mã là 652. 80.000 lên mã 652 cho em. Đây. Cái màu đẹp chưa? Cách dệt của bọn tuyết này nó lúc nào cũng kiểu nam xem màu sắc đẹp lắm nhá. 326 chị đẹp chào. Con này xinh chưa mọi người ơi? Này nó hơi loe một tí. Nó hơi loe một tí cho em nhá. Đẹp chưa này? Bên dưới kiểu hơi xòe ra ấy. Xinh lắm. Mình đẹp xem chưa? Lại con mã 35 rồi. Bên em không xem lại đâu chị ơi. Chị xem lại like giúp em nhá. Xem lại like giúp em hoặc có thể inbox trực tiếp để các bạn tư vấn chị ạ. Đây. Này đẹp chưa? Con này cho em sẽ 45 cho đến 52 cân. 52 cân quay đầu nhá. 45 đến 52 cân. Em để con này 130, mã là 183. 130 mã 183 là xinh lắm. 130 mã 183 nhá. Nó hơi lên lên ở bên dưới ấy. Tầm 45 đến 50 cân mặc đẹp nhé. Đây, xin lên. Xin lê rách rách cho chị nào cá tính nè. Đây, cá tính lấy những con như này. Đẹp chưa mọi người ơi, con này size chuẩn M 50, 48-53 cân. 48-53 cân thôi nhá mọi người. Em để 80.000, mã là 356. 80.000 lên mã 356 nhá, đẹp lắm. 80.000 lên mã 356. Chất liệu của nó đỉnh luôn. 652 cho chị Phương Huệ Chi. Đây. Này đẹp chưa? Xinh quá, con này kéo khóa nhá. Mới kéo khóa cho em. Con này 45-52 cân. 45-52 cân. 52 cân quay đầu cho em. Em để con này 130 thôi. Mã là 199. 130 lên mã 199 nhá. Xin cho mọi người ơi. 130 lên mã 199 nha em. Xin nhá. Kéo khóa đấy ạ. Mặc mình mặc áo hay lên bên trong không mặc con này bên ngoài. Con mặc với chân váy các thứ ấy. Đẹp lắm. Ừ, đây. Con có mấy con gì lên thôi em bán nốt nhá. Đây. Con này cho em SM ạ. 48-55 cân, 48-55 cân màu hồng nhá. 48-55 cân màu hồng nhạt đấy ạ. 80.000, mã là 203. 80.000 lên mã 203. Mèo này xinh quá là xinh luôn.
này chảnh cực. Hoa này chảnh lắm mọi người ơi. Đẹp chưa này? Hoa này chảnh lắm chưa? Nó cài một cái cúc ở đây thôi. Nó cài một cúc ở đây thôi nhé. Đây, đẹp chưa mọi người ơi? Con này cho em xe 48-53 cân. 53 cân quay đầu ạ. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Xinh chưa? 48-53 cân. Em để con này 150, mã là 82. 150 lên em mã 82 nhá. Đẹp quá. 150 lên mã 82. Xinh á. Đây. Trời ơi. Chị nào thích tuyết màu sáng này. Thích tuyết màu sáng này. Hai sáu tốt chị Thái Hòa. Con này size nhỏ ạ. 45 đến 50 cân thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Em để con này 100.000 lên mã là 704. 100.000 lên mã 704 nha. 100.000 ạ. Con size nhỏ lắm. 45 50 cân thôi. Lên mã 704 cho em. Em lên phao nhá mọi người. Mọi người có vẻ thích phao không đúng không? Em lên phao nhá. Con này size 3XL này. Ui size siêu to của nam thêm. Size siêu to của nam ạ. Con này dành cho các anh tầm 6, 8, 75 cân. 75 cân quay đầu mặc đẹp. Em để con này 100.000 lên mã 635. 100.000 lên mã 635. Trời ơi, những con này mặc đi đường siêu ấm mọi người ơi. Siêu ấm luôn ấy. Nó dày lắm. 100.000 thôi, mã 635. Đây, con như này này. Những con hàng Việt Nam xuất khẩu như này đẹp khách này. Màu nó đẹp. Đây mọi người ơi. Con này cho em size 60 đến 65 cân của anh nam nhá. 60 đến 65 cân của các anh nam nhá. Em để con này 100.000 lên mã là 522. 100.000 lên mã 522. Trời ơi nó ấm. Mọi người ơi, mấy những con như này em mọi người mua 2-3 con để mà mặc đi đường hoặc là em mặc bình thường đánh đẹp mà đây. Màu nó ra đây, nhã nhặn không? Đây. Đẹp lắm mọi người ạ, vừa bán vừa tặng luôn đấy mọi người, cái giá này đấy. Giá này dưới giá nhập rất là sâu rồi đấy mọi người ạ. 100.000 lên mã 522 nhá. Đấy, những con như này chả hiểu sao đẹp này mà bán rất xả thôi. Đây. Ôi, con này siêu to này. Chị nào có chồng có cân nặng size to ấy, lấy như con như này đi mọi người ơi. Hiếm khi có con size 110 như này lắm. Bình thường 105 là to nhất rồi, nhưng hôm nay có những con 110 này. Ôi trời ơi, nó phải gọi là siêu to khổng lồ. Các anh 80 cân mặc được nhá. 70-80 cân. 80 cân quay đầu nhá. Chất phao nó là siêu đỉnh luôn. Bên ngoài nó là kiểu chống nước nhẹ đấy. Nó có chống nước nhẹ nhé mọi người. 70-80 cân. Trời ơi, chị nào mà chồng có cân nặng big size ấy, lấy được những con như này siêu đỉnh luôn. 400.000 lên mã 70. 400.000 lên mã 70. Trời ơi mọi người ơi, thế mọi người. Quá đỉnh luôn. 70-80 cân nhá. 70-80 cân các anh nam ạ. Big size đấy ạ. Mấy khi một các anh big size mua được những con chất lừ như này đâu ạ. Giá rẻ nữa. Con này mắt anh size 105 của nữ này. 105 của nữ cho em. Em bảo mọi người đấy, nhớ chuông cứ vào những số live buổi chiều như này. Hay có những con big size hàng to mà đẹp mà giá rất là tốt. 534 cho chị Vũ Đan. Chồng chị nào mà có khoảng cân nặng kiểu vừa to vừa cao ấy, hoặc những con như thế định cho. Thì sao? Đây, con này size to của nữ nhá. 60 đến 65 cân. 65 cân quay đầu ạ. À. Em để con này 220. Bán là 81, 220 đến mã 81 nhá. 220.000 đến mã 81 xinh lắm mọi người ơi. Size to của nữ nhá. 65 cân quay đầu. 220 lên mã 81 cho em. Siêu phẩm. Siêu phẩm. Siêu phẩm các anh nam, size vừa nhá, size này size 60-65 cân. 60-65 cân nha em, các anh nam nhá. Đẹp quá mọi người ơi. 60-65 cân ạ. 60-65 cân, em để con này 220, mã là 908. 220 lên mã 908 nhá, siêu phẩm mọi người ơi. Đẹp lắm. 220 lên mã 908. Đây, con này ấm lắm luôn ấy. Siêu ấm luôn. Đây, con này của nữ nhá. 57 cân quay đầu ạ. 52 đến 57 cân của nữ. Em để con này 150 thôi, lên mã là 192. 150 thôi lên mã 192 nhá. Trời ơi, mặc đi đường như con này mọi người nhìn này. Siêu ấm luôn. 150 lên mã 192. Mà kiểu dáng nó cũng đẹp nữa. 150 lên mã 192 đây. Này có anh nam.
thể mọi người. Nó trần những cái lớp dày để mà kiểu đại hàn ấy, bên bên nước ngoài người ta thường mặc đi tuyết ấy mọi người. Cái dòng này dòng phao đi tuyết cho em, bên ngoài nó chống nước kệ nhá. Bên ngoài chống nước nhẹ. Trời ơi đẹp chưa mọi người? Nhìn này. Kiểu dáng của nó này, khẩu trang nhá. Con này cho em chồng chị nào cân nặng tầm 65 cân quay đầu, 58 đến 65 cân. Em để con này 250 thôi, lên mã là 531. 250 lên mã 531 nhá. Toàn là hàng 400 nghìn của em này chị ơi. Toàn là hàng 400 nghìn của em đấy ạ. Hôm nay để 250 luôn nhá, mã là 531 ạ. Đẹp quá, chồng chị nào trong khoảng cân nặng dưới 65 cân lấy con này này, đỉnh luôn. Đẹp đỉnh luôn mà ấm nữa. Mọi người nghe cái tiếng kêu của nó. Ùm cái. Đây, con này cho em này. Con này dành cho các chị có cân nặng tầm 50 cho đến 57 cân. 57 cân quay đầu cho em mặc kẹp nhá. 53, 57 cân thì hợp lý hơn. 53, 57 cân. Em để con này 200 nghìn thôi, lên mã là 413. 200 nghìn lên mã 413. Chất phao siêu đỉnh nhá, chất phao của nó mọi người này. Nó mềm mà nó mướt ấy. Sờ vào nó mát lịn tay luôn. Mà nhưng mà bên trong thì vẫn ấm nhá. 200 nghìn lên mã 413. 200 nghìn lên mã 413 cho em. Con này size 95. Mắc cái size 95 bên trong lót nỉ. Bên trong lót nỉ toàn bộ cho em nhá. Mũ miên đầy đủ này. Dành cho các chị nào có cân nặng tầm size M đấy ạ. 50 đến 55 cân. Các chị size M nhá. Trời ơi các chị size M ơi, con này. Nếu mà các chị size M mà thích màu tối ấy thì lấy những con như này đi. Thì lấy những con như này đi mọi người ơi. Đẹp quá. Cái mũ này xem tháo được nào. Cái mũ này không tháo được nhá mọi người. Cái mũ này lót nỉ đấy không tháo được nhá. Cái chất áo của nó ấy sướng lắm, cầm vào sướng tay lắm. Size 50, 55 cân mặc đẹp. 50, 55 cân màu tối thì đẹp chưa này. 50, 55 cân các chị giữ nhá. Em để con này 200 nghìn mã 29. 200 nghìn lên mã 29 nhá. Quá đỉnh luôn mọi người ơi. 200 nghìn lên mã 29 cho em. Đẹp đỉnh luôn. Áo nam đúng không chị? Áo nam đây. Nam những con như này đẹp đẹp chưa. À đây con này của nữ mà của nam. Con này của nữ cho em nhá. Con này của nữ ạ. Con này của nữ các chị tầm 50 cho đến 55 cân, size chuẩn M đấy ạ. 50 đến 55 cân thích màu tối đẹp chưa chị ơi? 50 55 cân pha dáng dài cho em nhá. Con này trần bông ấm áp, em để 200 nghìn thôi lên mã 10. 200 nghìn lên mã 10 nha em. Đẹp quá này. 200 nghìn lên mã 10 nhá. Em lên sen kẽ tuyết luôn đấy mọi người. Lên sen kẽ tuyết luôn mọi người nhá. Đây, em có con này. Nó xinh chưa? Con này cho em dáng là chui đầu mọi người nhá. Con này dáng chui đầu ạ. Mọi người mặc với chân váy công sở ấy hoặc là quần dài các thứ như đang mặc này cũng đều đẹp hết nhá. Con này cho em size chuẩn M 50 đến 55 cân. Con em để con này 80.000 thôi, mã là 848. 80.000 lên mã 848 cho em nhá. 80.000 thôi ạ. Gì lên này mọi người ơi. À con này yếm. Con này bằng yếm. Con này yếm ạ, yếm size S 45 đến 50 cân. Yếm nhá. 45 đến 50 cân ạ. À, em để con này 100.000, mã là 627. Con yếm này 100 nghìn mã 627 nhá. Yếm tuyết đấy. Yếm tuyết đi mọi người. Đây. Con này cổ phối da. Con này cổ phối da cho em nha. Cổ phối da. Mặc cái như này. Đấy mọi người thì cài đa cài kiếp vào cho em như này nhá. Đây. Em có thời gian chỉnh chu ấy. Mọi người về mặc mọi người cài đa các thứ lên nhìn nó khác ngay đấy. Con này cho em cổ phối da nhá, đẹp chưa? Size chuẩn M 50-55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp. Em để con này 80.000 thôi, lên mã là 829. 80.000 lên mã 829 cho em nhá. Đẹp lắm mọi người ạ. Xinh cute. Yếm này thế này. Con yếm này thế. Size này size 45-52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp. 80.000 lên mã là 270. 80.000 lên mã 270 nha. Con yếm này size nhỏ, size XS, 43 đến 47 cân. 43 đến 47 cân cho em. 80.000 lên mã là 738. 80.000 lên mã 738 nha. Đây những con như này xinh này. Những con như này xinh mọi người ơi. Đây. Con này cho em size chuẩn M 50 55 cân ạ. 50 đến 55 cân đẹp chưa? 50 đến 55 cân mọi người nhá. 50 đến 55 cân. Cái này những cái màu đen như này các chị mua tặng mẹ cũng đẹp này. Các cô hay thích cái kiểu mà đen thòng lòng lành như này này.
Con này em để 150 thôi. Ok, để em tính nha, để em tính. 150 lên mã là 839. 150 lên mã 839 nhá. Phao đằng sau ở đây, nó đỏ đúng không? Con này là mã của nó là size 90. Size 90 đẹp xem nào. Size 90 này của các chị nữ nhá. Con này cho em tay của nó là có len, tay của nó có phối len nhá, cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Size này size tầm 48 đến 53 cân thôi ạ. 53 cân quay đầu thôi. 48 53 cân cho em nhá. 300.000 lên mã là 360. 300.000 lên mã 360 chết, nó siêu đỉnh luôn. Mới lắm. 300.000 lên mã 360. Bây giờ mọi người mua phao đầu mùa đi, được những con mà hàng nó đẹp ấy, xong rồi chất của nó cũng đẹp, xong rồi giá này tốt nữa, chỉ 300, 2-300 một con phao. Con lông vũ còn trần bông siêu đỉnh luôn. Vào mùa ấy cứ phải 500-600 đấy mọi người. Đây, con như này như thế. Con này dành các chị có cân nặng 53 rồi 58 cân nhá. 58 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Em để con này 250 thôi, lên mã là 109. 250 lên mã 109 đẹp chưa? Cái màu nó nhã nhã lắm. Xinh lắm, tôn da nữa. 250 lên mã 109 nhá. Áo nam em có nhiều đấy, để em cho em lên dần dần nhá. Lên dần dần nhá mọi người. Đây, con này của các anh nam, chồng chị nào cân nặng 55 đến 62 cân. 62 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 62 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Con này em để 180 lên mã là 996. 180 các anh nam nhá, lên mã 996 đẹp chưa? 180 lên mã 996 đẹp. Con này áo phao siêu nhẹ. Con này siêu nhẹ cho em. 105 cho chị Vũ Đan. Con này siêu nhẹ cho em nhá. Con này size to. Con này size to, dành các chị nào có cân nặng tầm 60-65 cân. 58 đến 65 cân nhá. 58 đến 65 cân mới mặc được con này. 58 65 cân mặc là đẹp này. Em để con này 150 thôi, mã là 934. 150.000 lên mã 934 nhá. Đẹp chưa? Siêu nhẹ nhá. 150.000 lên mã 934. Nhưng con siêu nhẹ như này nó dễ mặc mọi người ạ. Mình mặc đi đường ấy, những hôm ngày mà trời không lạnh quá, nó vẫn có độ chắn cản gió, chống nước nhẹ, ấm. Và nó lại không bị kiểu những ngày không lạnh quá, không cầy, không gồ ghề. Đây. Trời ơi mọi người ơi, siêu phẩm. Siêu phẩm các anh nam cho em. Đẹp chưa mọi người, mắc ca đây ạ. Đẹp không mọi người ơi này. Trời ơi, siêu đỉnh luôn cho em. Con này dành cho chồng chị nào cân nặng tầm 65 cho đến 72 cân. 72 cân quay đầu cho em nhá. 65 đến 72 cân lấy con này đi ạ. 400.000 thôi, mã là 399. Trời ơi, nặng chưa hết ở tay luôn. Thế mọi người nhận con áo như này về 34 cho chị Trang Trang. Ra ngoài mình có phải mua tiền triệu luôn đấy ạ. Tiền triệu không mua được con đẹp như này ý. Hàng mới của nó thì tầm 8 đến 10 triệu nha mọi người. 8 đến 10 triệu nha. Trời ơi, dã man luôn. Sẽ có cái này lạc ở đây không biết. 400.000 lên mã 399 nhá. Đẹp quá. 400.000 lên mã 399 cho em. Con này của Adidas xịn này. Adidas của Hàn này. Adidas xịn cho em nhá. Con này Adidas xịn cho em ạ. Con này Adidas xịn ạ. Chồng chị nào có cân nặng tầm 55 trên 63 cân. 63 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 63 cân quay đầu em để con này 180 lên mã là 386. 180 lên mã 386 nhá. Các anh 63 cân quay đầu maximum là 65 cân ạ. Lông vũ cho em nhá. Lông vũ hàng xịn của Adidas đây ạ. 180.000 thôi lên mã 386. 180.000 lên mã 386. Chốt chị Đoàn Thoa. Con này cho em các chị nữ ạ. Các chị nữ cân nặng tầm 53-60 cân. 60 cân quay đầu ạ. 60 cân quay đầu em để con này 200.000 thôi. Mã là 357. 60 cân quay đầu nhá. 200.000 mã là 357. Phao nam đây. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi. Phao nam siêu nhẹ ạ. Phao nam siêu nhẹ cho em nhá. Con này dành cho các anh có cân nặng tầm 65 cho đến 72 cân. 72 cân quay đầu nhá. 65 đến 72 cân con siêu nhẹ này đẹp quá mọi người ơi. Vừa bán vừa tặng 180, mã là 451. Đẹp quá này, 180 mà 451 nó mới lắm. 180 mà 451 cho em nhá, đẹp quá này. Đẹp chưa? Đây mọi người ơi, cho mọi người ngắm con này.
từ kiểu dáng như đường kim mũi chỉ đến chân vải của nó nhá. Đó là trận bông đây ạ. 180 này mà 451, đẹp quá này. Chị nữ nhá. Cân nặng tầm 48 cho 53 cân. 53 cân quay đầu mặc đẹp, 48 53 cân nhá. Em để con này 300.000 lên mã là 411. 300.000 lên mã 411 này. Đấy, chất đẹp lắm. 300.000 lên mã 411. Nó cũng chiết eo các thứ đẹp. Có một ít măng tô mọi người ơi. Hôm nay có một ít măng tô vừa bán vừa tặng luôn nhá. Size M này. Măng tô size M cho em. Nè. Đẹp chưa? Măng tô size M nha các chị ơi. Xinh quá này. Size M. Size M nhưng con này M nhỏ thôi. 48 53 cân. 48 53 cân mặc đẹp nhất. 48 53 cân con măng tô này nhá. Vừa bán vừa tặng 80.000 mã 480. 80.000 mã 480 nhá. Chất liệu nó chống nước nhẹ đấy, chống gió, đi gió các thứ ok đấy mọi người ạ. Thời tiết này mọi người đi gió thứ ấy như con lấy như con như thế mặc vừa đẹp vừa ấm. Mà nó thời trang ấy. Măng tô lịch sang. Đây con này như thế này. Chất liệu của nó chống nước nhẹ đấy. Nó chống nước nhẹ, nó giống như kiểu là phải dù có một món chút chị Lý Nguyễn. Này. Này đẹp chưa? Này đẹp chưa? Lý Nguyễn cho shop xin thêm địa chỉ với ạ. Con này cho em nhá mọi người. Đây. Con này cho em nhá. Con này cân nặng của nó tầm 50 cho 57 cân, 57 cân quay đầu mặc đẹp này. 57 cân quay đầu mặc đẹp, mặc đi đường người mặc như con như này này. Nhìn nó sang lắm, 100.000 thôi, lên mã là 421. 100.000 thôi, lên mã 421 nhá, đẹp quá này. 100.000 thôi, 421. Mấy có mấy con thôi, em vừa bán vừa tặng luôn. Con này dạ 2 lớp. Con này dạ 2 lớp mọi người ơi. Con này dạ 2 lớp dáng dài này. Sang chưa? Trời ơi. Sang quá mọi người ơi, đỉnh của shop ạ. Sang quá. Em con này cho em. Size chuẩn M, 50 đến 55 cân nhá. 50 đến 55 cân vừa bán vừa tặng 100.000, mã là 12. Vừa bán vừa tặng 100.000, mã 12. Đẹp chưa? Con này cho em vừa bán vừa tặng luôn nhá. 100.000 mã 12. Mọi người ơi, mọi người cần kiểu dáng chất liệu size số nào comment lên em nhá. Comment lên em nhá. Nếu không thì em sẽ lên sen kẽ đấy ạ. Em sẽ lên sen kẽ vừa phao vừa dạ tuyết luôn. Có mấy con măng tô em bán rẻ nốt cho mọi người nhá. Đây có một con này cũng đẹp này. Con này kẻ đẹp này. Con này kẻ đẹp này mọi người ơi. Nó có cầu vai đấy. Nó có cầu vai đấy ạ. Con này size nhỏ size S thôi ạ. Con này size S thôi nha mọi người. 45 đến 50 cân ạ. Ô không, con này size S, XS hoặc S thôi ấy. 43 là 47 cân đó mọi người ơi. 43 là 47 cân mà cái đẹp nhất này. Tay của nó tay lửng đấy ạ. 43 là 47 cân cho em. Con này 100.000 lên mã là 536. 100.000 lên mã 536. Các chị size nhỏ ấy mà con này cực kỳ đẹp luôn. Chắc nó cũng đẹp luôn. Đây, măng tô size này size S, XS và S đây chị ơi. Đẹp quá này. Xinh chưa? 100.000 thôi nhá. Lên mã 536 cho em. Măng tô thì em không có nhiều đâu. Hôm nay chỉ có vài con thôi. Xin lời tuyết đi ạ. Ok, xin lời tuyết. Cũng còn vài con. Thì lên nốt. Con này kiểu gió ấy mọi người. Con này là gió. Đây. Gió các anh nam nhá. Ui, cái chất gió nó đẹp lắm mọi người ạ. Cái chất gió của nó siêu đỉnh luôn này. Chất gió nó siêu đỉnh luôn. Các anh nam size nhỏ. Con này dưới 60 cân thôi ạ. 55 đến 60 cân của nam đấy ạ. 55 đến 60 cân của nam nhá. 100.000 lên mã là 874. 100.000 lên mã 874 nhá. Áo gió các anh nam. Phải đẹp lắm, mặc đi trong thời tiết này là ổn này. 100.000 lên mã 874. Đây. 536 chốt chị Lý Nguyễn. Con này là dạ 2 lớp. Con này dạ 2 lớp cho em. Con này size to đấy ạ. Con này size to nhá. 55 60 cân. 55 đến 60 cân cho em nhá. Vừa bán vừa tặng 100.000 lên mã 53. 100.000 lên mã 53 cho em. 100.000 lên mã 53. Đây còn một hai con măng tô em lên nốt xong rồi sẽ lên đến di lê nhá. Mà di lê em còn vài con cũng không có nhiều đâu. Tuyết thế. Lên cho chị phao 55 60 kg nha. Ok, 55. 55 60 kg của nước đúng chị. Đây. Con này cho em. Đai tiếp còn nguyên đấy mọi người ơi. Đai này không còn đâu chị Thu Hương Ngụy ơi. Đai tay đây em còn nguyên cho em nhá. Đai tay đây em còn nguyên cho em. Con này size chuẩn L 55 đến 60 cân nhá. 55 đến 60 cân em để con này 100.000 thôi. Lên là mã 503. 100.000 đến mã 503 nhá. Con măng tô này sang chưa mọi người ơi? Sang chưa này? 100.000 đến mã 503 nhá. Mình mặc đi đường thứ nó ấm mà nhìn nó sang trọng ấy. Trời ơi.
trong nghìn thì mang nghìn ba. Đây còn con cuối cùng. Con cuối cùng em lên nốt. Ôi con này dạ hai lớp siêu dày. Siêu dày siêu ấm. Màu tối nhá. Màu tối đấy ạ. Con này dành các chị size to 58-63 cân. 63 cân quay đầu bằng đèn cho em nhá. 58-63 cân ạ. Có đai đấy đàng hoàng nhá. 58-63 cân. Đây đẹp chưa. 58-63 cân. Các chị thích size, các chị size to thích màu tối. 100.000 lên mã là 147. 100.000 lên mã 147 cho em. Đây. Gile tuyết đúng không chị? Gile tuyết đúng không ạ? Đẹp chưa này? Gile tuyết con này len thật gạo đẹp lắm. Này. Đẹp chưa? Màu xanh nhá, màu xanh ngọc cho em. Con này size nhỏ thôi, size S 45 đến 50 cân. Em để con này 80.000 mã là 234. Gile em sẽ để đồng giá 80.000 cho mọi người nhá. 80.000 thôi chút chị Bích Đào. 80.000 mã 234. Con này thế này, xinh chưa? Size chuẩn S thôi ạ. 45-50 cân, 50 cân quay đầu. Em để 80.000 mã là 808. 80.000 lên mã 808 nhá. Gile tuyết đấy ạ. Gile tuyết có vài con thôi nên là bán nốt cho mọi người. Đây những con tuyết như này đẹp chưa? Con này size nhỏ nhá. 50 cho đến 55. À cho con là 45 cho đến 50-51 cân thôi. Maximum là 52 cân. Mặc dáng crop top cho em nhá. Maximum là 52 cân ạ. Em để con này 150 đi. 150 bằng 178. 150 lên bằng 178 nhá. 150.000 lên bằng 178 cho em. Sao? 150.000 bằng 178. Đây mọi người ơi, được chưa? Con tuyết màu sáng này. Tuyết màu sáng chị ạ, thích tuyết sáng màu không? Tuyết sáng màu đấy, những con ngay con này đi chị ơi, xinh quá. Hay xinh quá mọi người ơi, mặc đi ăn cưới đi tiệc các thứ này. Xanh chảnh luôn cho em. Tuyết xanh chảnh luôn cho em nhá. Con này size cho chuẩn màu đấy ạ. Size 50 đến 55 cân. Em để con này 130, mã là 132. 130.000 lên mã 132 nhá. Đẹp quá này. 130.000 đô. Trời ơi, siêu đỉnh. Mã 132. Chị ơi thích tuyết không thể bỏ qua. Xem phao dài 1m5449. Phao dài cho các chị size nhỏ đúng không chị? Thế phải đợi em nhá. Thế phải đợi em nhá, bởi vì là chị cái size của chị có áo nam cả nữ ấy chị ơi. Đây. Con này hàng của nam này. Con này hàng siêu nhẹ của nam nhá. Hàng xịn đấy ạ. Hàng hiệu cho em, con này hàng siêu nhẹ lông vũ của nam ạ. Siêu nhẹ lông vũ của nam các em mặc nghe. Đẹp lắm. Con này size 65 cân, 58 đến 65 cân, 65 cân quay đầu. Em để con này 150.000 thôi, lên mã là 214. 150.000 lên mã 214. Trời ơi, lông vũ siêu nhẹ mọi người ơi. Nhìn mấy con lông vũ siêu nhẹ đấy cứ bị mê. Đỉnh chóp luôn mọi người ơi, lông vũ siêu nhẹ của nam nhá, 65 cân quay đầu cho em. 150.000 thôi, lên mã 214. 214. Này, con màu sáng này đẹp chưa này? Con màu sáng này đẹp chưa? Con này chồng chị nào cân nặng 55-60 cân. 55 đến 60 cân con này cho em nhá. Chút chị Thái Hòa. 55 đến 60 cân con này cho em để 200.000, mã là 987. 200.000 mã 987 đẹp quá này. 200.000 thôi, mã 987. Phao lông vũ đấy ạ, lông vũ cho em nhá. 200.000 mã 987. Đẹp quá. Đây này. Những con màu như này các anh rất là thích luôn này. Những con màu như này các anh đã em cảm bảo là thích luôn. Đây, này size to. Con này size to 6873 cân ạ. 6873 cân cho em nhá. 68 đến 73 cân. 73 cân quay đầu mặc đẹp. Em để con này 150 thôi, mã là 970. 150.000 lên mã 970 cho em nhá. Đẹp quá, ấm không? 150.000 lên mã 970. Hai bộ bốn chị Trang Trang. Quay kiểu dáng thể thao. Thể thao các anh nam. Con này chồng chị Đào cân nặng 60 cân quay đầu ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp. Em để con này 120, mã là 179. 120.000 lên mã 179 cho em. 120 thôi ạ, lên mã 179 nhá. Thật đẹp quá. 120.000 lên mã 179. Đây. Con này size to. Con này size to. Chồng chị nào có cân nặng trong khoảng 65-73 cân ạ. 65 đến 73 cân cho em. 73 cân quay đầu ạ. Con này đẹp lắm, lại ấm. 65-73 cân em để 150.000. Không, chị Trần Hồng Hoa. 150.000 thôi, mã là 196. Trời ơi. Chồng chị nào trong khoảng cân nặng 65 đến 72 cân này. 72 cân quay đầu mặc đẹp này. Đẹp. Con này xinh xinh xịn gì luôn. 150.000, mã là 196 nhá. 150.000 đến mã 196. Con này mặc hai mặt cho em này.
hai mặt nhá, bên màu xanh và bên màu đen, hai đầu đều mặc được. Con này chồng chị nào cân nặng 65 cân quay đầu ạ, 58 đến 65 cân. Em để con này 300.000 mã 24, 300.000 lên mã 24 nhá, 300.000 ạ, lên mã 24 cho em ạ. 196 cho chị Trang Trang. Hàng bên em mỗi con có một thôi nên là các chị, trời ơi, lông thật cho em nhá, lông thật này các chị nhìn này, lông thật siêu mềm và mướt, lông mượt, lông thật cho em đấy ạ. Lông thật cho em nhá. Con này các chị nào có cân nặng 53 58 cân ạ, 53 58 cân lông thật nhá. Trời ơi, hàng đỉnh chóp luôn ạ, siêu ấm, 53 58 cân cho em. Em để con này 250.000 mã là 108, 250.000 mã 108 con lông thật này. Mọi người cầm về nhận hàng về sờ cái lông của nó ấy, phê luôn. Con này cho em của các chị nữ mang cánh xe 55, xe nhỏ thôi nhá, hai xe nhỏ thôi. Con này cái cúc ạ, con này cái cúc size nhỏ nhá, size 48 đến 55 cân, 55 cân quay đầu đẹp chưa các chị ơi, 55 cân quay đầu nhá, xinh quá này, 48 đến 55 cân các chị nữ ạ. Em để con này 200.000 mã là 167, 200.000 lên mã 167 các chị nữ ơi, xinh quá này, 200.000 lên mã 167 nhá, đẹp chưa, màu tối đấy cho nó sạch. Phao này một năm mình giặt một hai lần thôi nên là lấy những cái con màu tối tối thì mặc đi đường cái thứ gì ấy hơn. Phao lông, hàng phao lông của bên em các chị hoàn toàn có thể giặt bằng máy được nhá. Nhưng mà có một lưu ý cho em là khi giặt ấy thì mình lộn trái cái áo ra xong rồi kéo khóa lên một linh chỉ, mình cho vào cái túi giặt đấy chị, cho vào cái túi giặt nhá, để chế độ giặt vừa phải thôi, đừng có giặt mạnh quá. Lúc phao thì lúc phơi thì chọn ngày trời nắng mà phơi, nếu mà phơi mà nó không được nắng ấy, bông nó sẽ bị kiểu có mùi đấy. Đây con này cho em đẹp chưa, dành cho các chị nào có cân nặng tầm 53 đến 58 cân, 58 con quay đầu siêu ấm nhá, 58 con quay đầu siêu ấm luôn. 167 lên mã 73, 350 lên mã 73 cho em nhá, đẹp lắm các chị ơi. Đây, kiểu dáng con dáng đúng lắm, 350.000 lên mã 73. Em đảm bảo các chị nhận hàng mấy con này về á, hôm sau lại đến săn like của em mua tiếp đấy ạ, thì nó quá rẻ và đẹp. Vào mùa làm sao mà mua được những con như này hả chị? Con này size 100 của nam này, size 100 của nam cho em nhá, 100 nhưng mà con này nhỏ lắm. Con này cân nặng tầm 68 cân quay đầu, 60 đến 68 cân ạ, 68 cân quay đầu cho em. Em để con này 130, mã là 577, 130.000 lên mã là 577 cho em nhá, 130.000 lên mã 577 đẹp quá này, nó phao béo. Chị Trần Diệu Hương cho xong xin địa chỉ đi chơi từ cái trước rồi. Thế nốt giả tuyết đi à, đây tuyết đây. Chị ơi, chị nào khách mới ấy, inbox cho shop xin số điện thoại và địa chỉ để bọn em có thể lên đơn gửi hàng cho chị nhá. Sẽ có nhân viên chụp ảnh lại sản phẩm, sau đó thì sẽ tư vấn về sản phẩm kiểu dáng chị Trang Trang thì mới gửi hàng nhá. Nên là mà nhận hàng được kiểm tra nữa, nên các chị chủ động inbox cho em nhá. Đây con này đẹp chưa này, chị Trang Trang khách mới cho chuyển khoản cọc cho shop 300 để được chốt tiếp đi chị ơi. Con này size chuẩn mờ cho em, 50 đến 55 cân ạ, 50 đến 55 cân cho em nhá, đẹp quá chị ơi, 50 đến 55 cân. Em để con này 150, mã là 383, 150.000 mà 383 xinh quá này, 150.000 thôi mà 383 nhá, sao chuẩn màu đấy. Đây mấy con màu này đẹp quá này, đẹp quá. Size size nhỏ rồi, 45 53 cân, 45 53 cân cho em nhá, 53 cân quay đầu ạ, 45 53 cân xinh quá mọi người ơi, 45 53 cân. Em để con này 150, mã là 405, 150 lên em mã 405 nhá, đẹp quá này, 150 lên mã 405 em. Di lê này, di lê là một hai con là xinh chưa, con di lê này xinh quá mọi người ơi, SM nhá, 45 55 cân, 55 cân quay đầu mặc đẹp. 73 cho chị 80.000, 80.000 lên mã 705 nhá, 80.000 lên mã 705 cho em. Con này tuyết xanh nhỏ xanh ghê ạ, con này size XS nhá, size 43 đến 47 cân, 43 đến 47 cân mọi người ơi, xinh lắm nhưng mà size nhỏ, 43 đến 47 cân cho em. Em để con này 80.000 thôi, mã là 767, 80.000 em mã 767 nhá, bên trong lót lụa đấy ạ, bên trong lót lụa toàn bộ. 405 cho chị dâu tây, con này anh thế này xinh cho mọi người ơi, tiểu thu lắm ấy,
mình mặc cái này nhá, xong mình mặc cho em một cái chân váy mini kiểu xòe xòe bên dưới ấy. Trời ơi, đi bốt giày cao gót gì cũng đẹp luôn. Chỉ mặc bốt cái áo này thôi nhá mọi người. Con này size chuẩn 43 đến 47 cân. 43 đến 47 cân nhá. 767 chị Thúy Dương Nguyễn. Vừa bán vừa tặng này mọi người ơi, 80.000 287. 80.000 lên mã 287 nhá. Thế mọi người con như này này. Mặc lên nó xinh lắm mẹ, nó cute ấy, nó kiểu trông ngây thơ kiểu gì ấy, mọi người ạ. Mỗi 80.000 thôi mã 287 cho em. 43 đến 47 cân nhá. Đây, đợt này có mấy con này nhỏ này. 287 chốt chị Mơ Phạm. Con này size nhỏ cho em nhá chị ơi. Con này cũng 43 đến 47 cân luôn. Khoác bên ngoài, mình mặc bên trong những cái váy kiểu váy đi tiệc các thứ ấy, hoặc là váy công sở ấy chị. Xong mình khoác con này bên ngoài. Các chị size nhỏ nhá. 43 đến 47 cân. Con này 120 thôi lên mã 358. 120 lên mã 358 đẹp lắm đấy. 120 lên mã 358 cũng thừa size nhỏ. Còn nếu mà size ML thì hết lâu ấy mọi người ạ. Đây. Đẹp chưa? 48 53 cân. 48 đến 53 cân cho em. Màu sáng nhá. Em để con này 120, mã là 116. 120 lên mã 116 cho em nhá. 120.000 lên mã 116 xin phút. 120 mã 116. Zile này. Zile có đính hàng cung ngọc này. Zile có đính hàng cung ngọc, con này size to 53 đến 60 cân. 60 cân quay đầu cho em. 60 cân quay đầu hàng cung ngọc còn nguyên nhá. Màu hồng đấy ạ. Em để con này 80.000 thôi, mã là 799. 80.000 lên mã 799 cho em. 80.000 lên mã 799, hàng cung ngọc còn nguyên đấy. Cái này dáng dài. Mã con này là size M. Mã cánh size M mọi người ơi, chuyển M luôn, 50 đến 55 cân đấy ạ. Chuyển M luôn cho em nhá, 50 đến 55 cân rồi sang á. Rồi sang á, mình mặc đồ công sở bên trong ấy. Có khoác cái con như này bên ngoài này, để cho mọi người ơi. 50 đến 55 cân cho em nhá, xinh lắm. Em để 120, mã là 182. 120.000 mã 182 này xinh quá đấy mọi người ơi. 799 chị Trần. 120.000 nhá, đẹp chưa này. Mã 182 nhá, quá rẻ và đẹp luôn. Con này là size nhỏ rồi. Con này size nhỏ này. Con này size nhỏ này. Size 45 đến 50 cân, maximum là 50 cân thôi ạ. 43 cân cũng có thể mặc được, đét khoác bên ngoài nha mọi người, sang chảnh lắm ạ. Sang chảnh lắm mà rất dày dặn cho em. Con này em để 150, mã 124. 150.000 lên mã 124 nha. 150.000 lên mã 124 cho em. Đây mọi người ơi, xinh chưa? Phải xinh chưa? 45 đến 50 cân cho em. 45 đến 50 cân, con này siêu đỉnh luôn mọi người ơi, xinh lắm này. 45 đến 50 cân nha, nó mất một cái cúc ở đây. Thì em sẽ đem lại cho mọi người một mẫu cúc mới nhá. Phải size 45 đến 50 cân thôi ạ, chất dạ siêu đỉnh. 150, mã là 101. 150 lên mã 101 cho em. 150.000 lên mã 101. Đây này mọi người ơi, còn phát này. Thế mọi người, cái chất dạ của nó ấy, nhìn là biết xịn. Đây con này cho em 45, 52 cân, 52 cân quay đầu nhá. 52 cân thôi ạ. 45 đến 52 cân cho em, đẹp quá này. 45 đến 52 cân nhá, đẹp chưa. 45 đến 52 cân cho em. Em để con này 150, mã là 384. 150.000 lên mã 384 này, đẹp quá này. 150.000 lên mã 384 nhá. Trời ơi, cái giả của nó dày dặn, tầm nặng trịnh cả tay luôn. Con này cổ vét này. Con này cổ vét cho em. Ôi xe nhỏ quá. Xe nhỏ quá. Hai này nhỏ nhá mọi người ơi. Con này 45 đến 50 cân thôi ạ. 45 đến 50 cân, vừa bán vừa tặng 80.000. Mã là 653. 80.000 mã 653 nhá. Con này xinh nhưng mà nó xe nhỏ quá. 45 đến 50 cân. 80.000 ạ. Đây, này có cái hàng cúc cũng đỉnh này. Hàng cúc đỉnh quá mọi người ơi. Xinh chưa? Ôi siêu sang cho em. Ôi 48 53 cân, 53 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 48 đến 53 cân nhá. Xinh quá mọi người ơi. 130 mã là 140. 130.000 lên em mã 140 nha. Xinh quá. 130.000 lên mã 140 nha. Em lên trên cái phao nhé mọi người. Lên trên cái phao nhé, có nhiều con phao đẹp quá này. Đây. Con này size to của các anh nam. Chồng chị nào cân nặng tầm 63 cho đến 70 cân. 63 đến 70 cân cho em nhá. 70 cân quay đầu ạ. Em để con này 180, mã là 479.
180.000 lên mã 479 nhá, này đẹp quá này. Đẹp và ấm luôn. 180.000 lên mã 479 nhá. Trời ơi mọi người ơi, con này đỉnh chưa? Ôi, nó bị xô bông mất rồi. Đấy, những con đẹp như này mọi người ạ, nhưng mà nó xô bông ấy, không dám bán cho mọi người. Để xem có xử lý được không, bán sau vậy. Áo khoác cáp da này. Con này cáp da xịn cho em nhá. Con này cáp da xịn đấy ạ. Đây. Cáp da xịn mọi người ơi. Size này dành cho chồng chị nào có cân nặng tầm 60 cho đến 68 cân. 60 đến 68 cân mà con cáp da này là đẹp nhất này. Ôi xịn quá. Em để con này 180 thôi, mã là 118. 180 mã 118 nhá, 60 đến 68 cân. Trời ơi mọi người ơi. Hàng xịn, hàng chuẩn xịn cáp da cho em nhá. 180 thôi ạ. Xem nào. 57 thông chị Vũ đang 180 lên cho em mã là 118 nhá. Thôi đẹp không? 8 lên mã 118. Con này size to của các anh nam này. Size 105 của các anh nam cho em. Con này trần bông siêu ấm. Con này trần bông siêu ấm và rất là mới. Nó rất là mới mọi người ạ. Con này size to này. Con này là dành cho chồng chị nào cân nặng tầm 68 đến 75 cân. 75. Không, con này không đến 75 cân đâu. Con này 60 68 cân thôi mọi người ạ. 60 68 cân thôi. Nó đánh thế thôi nhưng mà nhỏ lắm. 60 68 cân thôi nhá. Con này 250.000 mã là 170. 250.000 lên mã 170 nha em đẹp quá này. 250.000 lên mã 170 nhá. Các anh nam đấy ạ. Đây. Con này cho em. Chất liệu nó chống nước nhẹ. Chất liệu chống nước nhẹ nhá. Con này chồng chị nào có cân nặng tầm 60 68 cân. 68 cân quay đầu mặc đẹp. Em để con này 180 thôi, lên mã là 11. 180.000 lên mã 11. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi. 180.000 lên mã 11 cho em nhá. Này. Đẹp không? Thể thao nhá. 180.000 lên mã 11. 170 chị Quỳnh Pha. Chị Quỳnh Phạm cho shop xin thêm số điện thoại và địa chỉ với ạ. Nước máy mọi người. Nó hay làm kiểu cổ như này lắm. Đây này. Bởi vì người ta đi đường có tuyết ấy. Đây. Mọi người cứ để ý phao hàn các thứ mà xem. Đây. Nên người ta hay làm như này. Hay làm cái thiết kế cổ như này. Con này cho em nhá. Dành cho các chị nào có cân nặng tầm 60 68 cân. 68 cân quay đầu mặc đẹp. Em để 180 mã là 909. 180.000 lên mã 909 cho em nhá. 180 lên mã 909 ạ. Con cắt ra cái đẹp thế mà không ai lấy à chị? Con này chồng chị nào có cân nặng trong khoảng 70 cân quay đầu ấy. Đẹp ấy, 68 cân. Này đẹp chưa? Đấy, cái cổ của nó lại như thế này chị này. Cổ bên đấy, bên nước ngoài người ta hay lấy kiểu cổ như đi đường ấm ấy. Con này của nữ cho em. Size 60 cân quay đầu ạ. 53 đến 60 cân nhá. Em để con này 130. Mã cho em là 487. 130.000 mã là 487 nhá. 130.000 lên mã 487 cho em. Đấy. Con này cho em. Quần nam nhưng mà size nhỏ. Con này quần nam size nhỏ ạ. Con này size 55 đến 60 cân các anh nam. Các anh nam cái chồng chị nào cân nặng 55 đến 60 cân nhá. Em để con này 180 thôi. Lên mã là 110. 180.000 lên mã 110. Trời ơi, quá rẻ và đẹp luôn. Quá đẹp không một tình ý mọi người. 180.000 mã 110. Gì em? Áo nữ đi. Áo nữ à? Ok, nó lẫn vào nhau ấy. Nhà đợi em một tí nhá. Sắp xếp lẫn vào nhau nên đợi em một tí. Trời ơi mọi người ơi. Con này thể mọi người. Nó ấm kinh khủng luôn. Nó ấm kinh khủng, cổ mũ lông thật đấy ạ. Cổ mũ lông thật cho em nhá. Dành cho chồng chị nào có cân nặng tầm 60 đến 68 cân ạ. 60 đến 68 cân cho em nhá. Trời ơi ấm lắm. 220.000 mã là 202. 220.000 mã 202, cái màu này cũng đẹp luôn này. 220.000 nhá, lên mã 202 siêu ấm luôn. Không nữ đúng không mọi người? Đây. Ok. 58 ký đây chị ơi, con này dường như sinh ra để dành cho chị đây. Con này cho em phao lông vũ đấy ạ. Phao lông vũ nhá. Ui nhưng mà 58 ký con này rộng hơi chật. Con này size chuẩn M thôi, 50-55 cân.
50-55 cân, con này lông vũ cho em nhá, đẹp quá mọi người ơi. Lông vũ này, con lông vũ này cho em nhá, 50-55 cân mọi người, mặc phê luôn. Trời ơi, mọi người nhìn này, cái chân lông vũ của nó siêu đỉnh luôn, cái lông vũ của nó này, đấy. Lông vũ, cái sợi lông của nó còn nguyên luôn mọi người ơi. Dã man, đây, nó nhẹ và ấm nhá. Con này em để 250.000 mã là 955, 250.000 mã 955, con này lông vũ siêu đỉnh luôn mọi người ạ. Các chị sai chuẩn màu mà bỏ con này thì thôi, không biết săn con nào luôn ấy. Quá đẹp luôn, con này ra hàng có phải 2-3 triệu này. Đây, nữ đây. Con này phao khúc. Con này phao khúc các chị nữ. Con này cũng size nhỏ thôi. Con này, con này size tầm 48-53 cân thôi ạ. 48-53 cân nhá, phao khúc. Phao khúc của nữ 48-53 cân, em để con này 200, mã là 490. 200.000 lên mã 490 nghe em nhá. Đẹp quá mà các bạn chị cũng xả ra 200.000 mã 490 nghe. Không nữ size nhỏ thì đợi em tí. Em sẽ lên dần dần. Đây, con này size 85. Mã con đánh là size 85. Size nhỏ của nam đấy ạ. Size nhỏ của nam nhá. Các anh tầm 53 cho đến 58 cân thôi ạ. 53 đến 58 cân các anh nam nhá. Em để con này 120. Mã là 754, 754 chất liệu chống nước đấy ạ. 754 nhá, chất liệu chống nước cho em. 120.000. Chị Lam Lam, chị Thúy Minh. Đây, chị Thúy Minh cho shop xin thêm số điện thoại và địa chỉ với ạ. Chị ơi, phao lông vũ siêu nhẹ size nhỏ nhá. Hàng chuẩn xịn đét cho em này. Xịn đét cho em. Phao lông vũ size nhỏ nhá chị ơi. Con này nếu mà mới của nó ấy, tầm 8 đến 10 triệu chị nhá. Còn bọn lông vũ này này, 8 đến 10 triệu con như này. Đây, phao lông vũ siêu nhẹ cho em. Con này size XS và S, 43 cho đến 48 cân thôi. 48 cân mặc cái này nhất. Hoặc là 50 cân thì 50 cân thì bên trong mặc cái áo mỏng mỏng thôi mọi người ạ. 50 cân thì bên trong mặc cái áo mỏng mỏng thôi nhá. 250, mã là 20. 250.000 lên mã 20 nhá. Tầm 43 đến 48 cân mà cái đẹp nhất. Size nhỏ đấy ạ, không mấy khi có con lông vũ size nhỏ như này đâu mọi người ơi. Chèo size nhỏ lấy ngay con như này đi. Bỏ. Hôm sau cũng không thể nào có con như thế ấy. Đẹp ạ. Nó ít cho con nhỏ rồi ạ. Ít con nhỏ như thế. Đây. Ui. Trời ơi. Con này cũng gọi là đại hàng Ấn Độ mặc cũng ok này. Mọi người mua mặc đi rồi. 20 tôi chỉ mua mèo. Mọi người ơi. Con này dành các chị size 53, 58 cân nhá. 58 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Em để con này 250 thôi, mã là 374. 250.000 lên mã 374 nhá. Đẹp lắm mọi người ơi, 250.000 lên mã 374 nhá. Siêu ấm luôn. Con này 65-70 cân ạ. 65-70 cân, 70 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Ui, siêu đỉnh luôn mọi người ơi. Này, màu sắc kiểu dáng chất liệu. Không có gì để chê luôn. Con này nhá. Size này 70 cân chắc mặc hơi chợ đấy mọi người ạ. Tầm 60-68 cân thôi. 60-68 cân thôi, em để con này 220. Mã của nó là 367. 220.000 thôi, mã 367. Trời ơi, con này đẹp quá chị ơi. Lấy những con như này cho chồng, cho con trai mặc này, quá đỉnh luôn. Tầm 60-68 cân nhá. 60-68 cân là đẹp nhất. Con 374 cài phục lại em. Con 374 á. Nhiều lắm rồi chị hỏi thế em chứ nhớ luôn. Để xem lại nhá, chị cứ inbox đi. Cứ inbox chốt đi, xong rồi là cứ chốt mã đi, xong rồi các bạn sẽ chụp ảnh và gửi lại ảnh cho chị vào. Con hàng hiệu của Arena. Con hàng hiệu của Arena mắc đánh size L cho em. Mắc đánh size L của nam nhá. Đây. Mắc đánh size L. Chị ơi, 374 là cái cúc đấy ạ. 374 là cái cúc nha chị. Đây, con này đẹp quá mọi người ơi, đỉnh chưa? Màu của nó đẹp, màu của nó cũng đẹp luôn. Màu đẹp đỉnh luôn cho em nhá. Con này chồng chị nào có cân nặng trong khoảng 60-67 cân ạ. 367 chị Xuân Giang. 60-67 cân, trời ơi mọi người ơi. Cái phối màu như này này, đẹp đỉnh luôn cho em. 60-67 cân nhá. Em để con này 300.000 thôi, lên mã 334.
300.000 lên nói 334 rồi. 300.000 mua cái áo phao nam nó quá rẻ và chất lượng mọi người ạ. 300.000 thôi lên nói 334 cho em nhá. Đây là này của nữ size to này. À không, cái này cái phao siêu nhẹ. Lông vũ siêu nhẹ của nam mọi người ơi. Lông vũ siêu nhẹ của nam nhá. Con này cho em 374 chị Hoàng Phạm. Lông vũ siêu nhẹ to, size to của nam nhá. Con này size 70 cân quay đầu ạ. 63 70 cân nhá, 70 cân quay đầu cho em. Trời ơi, to lắm, con này phải 72 cân đấy mọi người ạ. 72 cân mới mặc được nhá. 65 đến 72 cân cho em. Em để con này 300.000 mã là 187. 300.000 lên em mã 187 nhá. Để chưa này. 300.000 lên em mã 187 ạ. Đẹp quá mọi người ơi. Anh nam này thích nhẹ nhàng lấy những con này. Lông vũ siêu nhẹ nhá. Máy là đập 300.000 lên 187. Đẹp quá. Chị Quỳnh Phạm cho Sóc xem thông tin để được chốt tiếp chị ơi. Bên em dừng chốt rồi ạ. Chị ơi chủ động inbox cho Sóc xin thông tin địa chỉ nhá. Số điện thoại nhá, lông thật đấy mọi người ơi. Lông thật cho em nhá. Lông thật nhá. Lông thật cho các chị đây ạ. Con này cho em ra chuẩn màu 50-55 cân. Lông thật cho em đây này. Mũ nó lông thật nhá mọi người ơi. 50-55 cân màu xanh ạ. Hiếm lắm chị ơi. 250.000 mã là 349. 250.000 lên mã 349 nhá, đẹp quá. 250.000 lên mã 349 cho em ạ. Màu sáng đi. Con màu sáng mà đánh size M. Mà đánh size M các anh nam. Con này cho em 65 cân quay đầu. 58 đến 65 cân nhá. Dưới 65 cân cho em màu đẹp nhất này. Dưới 65 cân các anh nam màu đẹp lắm này chị ơi. Trời ơi các anh nào mà trẻ trung ấy, thích kiểu cách một tí lấy những con như này này. Thế mọi người nhận hàng siêu đỉnh luôn. 300.000 lên mã 905. 300.000 lên mã 905 đẹp quá này. Trời ơi. Chồng chị nào cân nặng dưới 65 cân hốt ngay con này cho em. Trời ơi, thế mọi người nó đẹp từ cái màu sắc đến kiểu dáng cơ. Dưới 65 cân nhá. 300.000 lên mã 905. Đẹp đỉnh luôn đấy. Con này mắc đánh size 85 này. 85 này của nữ. 85 này của nữ cho em nhá. Con này size nhỏ thôi ạ. 53 cân quay đầu ạ. 45 đến 53 cân nhá. 45 đến 53 cân giá dài chùm mông. Em để con này 200.000 thôi, lên mã là 96. 200.000 lên mã 96 nhá. Đẹp chưa này? 200.000 lên mã 96 nhá. 905 với chị Ngô Thủy Anh. đẹp chưa? Con này dành cho chồng chị nào có cân nặng 55 đến 60 cân nhá. 55 đến 60 cân các anh nam là đẹp quá mọi người ơi. 55 đến 60 cân ạ, à, em để con này 100.000 thôi, mã là 246. 100.000 lên em mã 246. Trời ơi mọi người ơi, mua đâu được con phao 100.000 như này mọi người. Siêu nhẹ cho em nhá. Siêu nhẹ Trần đấy ạ. 100.000 lên mã 246 cho em. Đây. Trời ơi. Đẹp quá mọi người ơi. Sai 95 đen trắng cạnh cái tím. Đen trắng cạnh cái tím à? Ok, đẹp chút nhá. Đây. Mọi người ơi, đẹp chưa này? Của các anh nam cho em ạ. Của các anh nam nhá. Con này dành cho các anh nào có cân nặng tầm 58 đến 65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp cho chị em. Địa chỉ cho chị Quỳnh Phạm. Đẹp chưa này? 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá các anh nam ạ.
Em để con này chị Minh Phạm cho shop xin địa chỉ đi chơi, bên em dừng chốt chị rồi. 100.000 3336 nhá. 100.000 3336 chị Quỳnh Phạm ơi, inbox xuống lại địa chỉ để chốt tiếp nhá. 100.000 lên 3336. Trời ơi chị ơi, con này vừa rẻ vừa đẹp, mặc cho chồng đi, mua cho chồng mặc đi đường các thứ ấy. Thoải mái luôn. 100.000 3336. Lên con nâu đẹp thì sao? Đây. Con nâu này nhá. Nâu này đẹp. Này của nữ. Con này của nữ nha em. Con nâu này của nữ ạ. Size chuẩn M 50 55 cân mọi người ơi. 50 55 cân con này nhá. Con này cho em sang lông vũ đấy mọi người. Lông vũ đấy ạ. Con này lông vũ em để con này 150 398. 150.000 lên 398 nhá, đẹp quá này. 150.000 lên 398 nhá các chị nữ đấy ạ. Size chuẩn M 50 đến 55 cân. Đây trần cho em này. Đây trần. Cái này dành cho các chị size to rồi. Cái này các chị size to nhá. Các chị size 60 đến 68 cân ạ. 68 cân quay đầu bằng đẹp cho em. 68 cân quay đầu nhá, chất liệu cực kỳ thích luôn. Mặc mát lắm. Dễ chịu với chị Cúc Phương. Mát phải mát bên ngoài nhưng bên trong nó vẫn ấm nhá. Em để có đây 180 lên mã 14 ạ. 180.000 lên mã 14 đẹp quá mọi người ơi. 180.000 thôi lên mã 14 nhá. Vừa đẹp vừa ấm, các chị size to. Size to. Ừ. Đây, ôi trời ơi. Đẹp chưa, đẹp chưa? Của các chị nhá. Con này các chị nữ ạ. Con này các chị nữ cho em nhá. Cái này là mặt bên trong của nó đấy mọi người ơi. Mặt bên trong nhá, bọn em để gấp cho nó hơi nhan đấy. Còn mọi người về à, đây. Cái cúc các thứ như này đây. Con này kiểu này cho em. Con này size chuẩn M 50 đến 55 cân ạ. 50 đến 55 cân. Em để con này 250.000 lên mã 65. 250.000 lên mã 65 cho em nhá. Lên mã 65 ạ. Con nam này. Ika. Hàng hiệu của Ika. Đây. Đẹp chưa? Con này hàng hiệu của Ika cho em nhá. Con này các chị nào mua cho bố cũng đẹp này. Đó, cái kiểu nó có cái kiểu chun bản to như này ấy, thì các bác sẽ thích mặc hơn là các anh mặc nhìn nó hơi già. Đây, con này cho em size 65 đến 68 cân quay đầu nhá. 60 đến 68 cân ạ, 68 cân quay đầu mặc đẹp. Em để con này 100.000 thôi, vừa bán vừa tặng nhá. Chị nào muốn lấy con này tặng bố đẹp này. 100.000 thôi mã 84. 100.000 em mã 84 nhá. Cái chun bản to này thì mặc nó hơi già ấy. Nhưng các anh có thể sẽ không thích bằng các chú đâu, các chú sẽ thích hơn ấy. Đây này. Thế loại bản chun bản to này. 100.000 lên 384 nhá. Chất liệu đẹp lắm. 100.000 lên 384 mặc rất hồ mà ấm. Đây các bạn thấy. Đấy là trần nhá mọi người. Đây, trần nhá, thời tiết này mặc cái con trần như này là ok rồi đấy ạ. Con này cho em size lớn ạ. Size 68 đến 75 cân, 75 cân quay đầu nhá. To lắm. Chưa 75 cân quay đầu mặc đẹp mọi người ơi. 75 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em để con này 180 lên mã là 136. 180.000 lên mã 136 nhá. Ai size to đây, anh nào size to lấy ngay con này nhá. 180.000 thì nó 136. Ai size to đấy, nó lại tiếp tục gặp cái kiểu cổ như này các chị này. Cổ ấy, đi tuyết này. Ấm lắm luôn đấy. Con này cho em các chị size to nhá. 55 60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp. Em để con này 200.000 lên mã 439. 200.000 lên mã 439 cho em nhá. Đẹp lắm. Cái zip lắc lên chẳng em bao lâu. Phao quá chị, hay là cái gì? Nhiều cái gì zip lắc nhỉ? Thì cái bên cạnh em một tí. Đây hả? Đây phải zip lắc thôi chị ơi, cái này là kiểu hoạt tiết nhiều da beo ấy. Cái này hoạt tiết nhiều da beo ấy chị. Xe nhỏ quá. Con này size 45-50 cân ạ. 45-50 cân nhá, 50 cân quay đầu bằng đẹp cho em. 50 cân quay đầu bằng đẹp ạ. Nó có giãn một tí đấy nhưng mà 50 cân quay đầu thôi. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em để con này 120, mã là 82. 120 lên mã 82 nhá. Mới mở chị Thái Hòa. 120 lên mã 82. Đây có đi dạ tuyết lên nốt này. Con này mà lái xe S. Bên trong nó trần đấy ạ. Bên trong không phải lót lụa mà nó trần đấy. Trần rất là ấm luôn. Con này đứa xe S đúng chuẩn S. 45-50 cân thôi mọi người nhá. 45-50 cân thôi ạ. 43-48 cân thì hợp lý hơn. 43-48 cân mình khoác nhà bên trong thôi nhá. Con này em để 150. Mã 137. 150.000 mã 137 nhá. 43-48 cân thôi. 150 mã 137. Này, xinh chưa? Xinh nhá. Chị nào thích kiểu điệu đà ấy. Xinh chưa? Kiểu cách cho em.
kiểu cách con này size 43-48 cân nhá, size nhỏ. Em để con này 100 nghìn thôi, lên mã là 785. 100 nghìn lên mã 785 cho em nhá. 100 nghìn lên mã 785 cho em. Cho 565 ký nhá em. Cho 565 ký nhá, em đầy con vừa lên xong nha anh ơi, mấy con đẹp nhá. Vừa xong đấy hả? Em vừa lên mấy con xong nha, siêu đỉnh luôn. Đây, cái này như thế này. Ôi dồi ôi, 65 ký nhá. Em vừa lên mấy con đẹp đỉnh luôn đấy. Mày sai quá chị nữ ạ. Quá chị nữ, trời ơi, mặc cái này đại hàn luôn á. Cái này đại hàn luôn đấy chị ơi. Con này cho em nhá. Size size 48, 53 cân, 53 cân vừa đầu mặc đẹp. Em để 250, mã là 163. Trời ơi, mặc đọc nó mới được người luôn. Kiểu nó chưa đến mùa hẳn ấy, thường tiết này. Ôi trời ơi, nặng quá mọi người ạ. Đẹp luôn. Đây, con này hàng hiệu của Uniqlo này. Trời ơi, anh nào vừa hỏi em bao nhiêu cân nhỉ? Đây, con này cho em 55 đến 65 cân này. 65 cân quay đầu. Trời ơi, đẹp đỉnh luôn. Hàng hiệu Uniqlo lông vũ cho em nhá. Lông vũ của Uni đây ạ. Hàng lông vũ của Uni các anh 58-65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp. Em để con này 250 thôi. Lên mã 48 nhá. 250 lên mã 48. Hàng hiệu đỉnh đấy chị ơi. Đấy, chồng cái con như này nó xứng đáng chứ chị. Ok, em sẽ lên hết chồng dưới đất đây. Và nó đẹp lắm. 250 lên mã 48. Con Uniqlo này quá đỉnh luôn. Cần kiểu dáng sai số như nào comment lên em nhá. Nếu mà không ai chốt là em nghỉ sớm nhá. Không ai chốt là em nghỉ sớm. Này, đẹp chưa này. Con này là kit. Con này nó là báo khỏe của em bé nhá. Của trẻ con nhá. Tay ngắn này của trẻ con. Chốt chị. Các chị nào có con có cân nặng tầm 38-45 cân nhá. 48 chị Toan hả? 45 cân quay đầu ạ. 45 cân quay đầu, nam nữ mặc ok. Hàng trần nhá. Nam nữ mặc ok nhá. Con này em để 150 nhá. 150 lên mã 1. 150.000 hàng của kit đấy nhá. Con chị nào 38-45 cân mặc nhá. 38-45 cân. Diên lê của nam này, mặc cái size 105 size to. Size này tầm 68-75 cân, 75 cân quay đầu nhá. 75 cân quay đầu các anh nam vừa bán vừa tặng này 50.000. Lên mã 154. 50.000 lên mã 154 các chị ơi, lấy cho chồng vừa đẹp vừa ấm luôn. 50.000 lên mã 154 cho em nhá. Diên lê đấy ạ, còn có không thôi. Ôi, áo phao này đẹp quá. Size M ạ. Size M nhá. Ủa, mang cái size M của nữ đấy ạ. Size M của nữ cho em. Em đẹp chưa này? 154 cho chị Nguyễn đây. Trần size M của nữ 50-55 cân. 50-55 cân, con này của nó đẹp đỉnh luôn mọi người ơi. Con này của nữ đẹp đỉnh luôn này mọi người. Không chốt con này cho con nào nữa. Lông vũ cho em đấy. Lông vũ nhá. Em để con này 150.000. Mã là 3, mã là 161. 150.000 thôi. Mã 161 đẹp quá này mọi người ơi. Của nữ nhá, 50-55 cân. 150.000, 50.000 mã 161. Đây này, trời ơi, anh nào ơi. Đẹp chưa? Hàng hiệu của Discovery này. Hàng hiệu của Discovery, mã này size 100 cho em nhá. Mã này size 100 cổ lông thật đấy ạ. Mũ lông thật, mũ của nó lông thật cho em nhá. Mã này size 100. Trời ơi, con này xịn đét luôn mọi người ơi. Con này xịn đét luôn. Con này dành cho các anh size 60-68 cân. 68 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Trời ơi, hàng hiệu có khác, mặc vào khác ngay mọi người ạ. Con này em để 450.000 nhá. 450.000, trời ơi, thế mọi người nhận con này về mê ly luôn đấy. Mê ly luôn, 450.000 lên mã 146. 450.000 lên mã 146 nhá, con này hàng hiệu đấy ạ. Ôi ôi, vừa đẹp vừa ấm. Đỉnh luôn. Đây, size nhỏ này. Con trần bông này size nhỏ cho em. Trần bông size nhỏ dành các chị tầm 48-53 cân nhá. 53 cân quay đầu thôi ạ. 53 cân quay đầu mặc đẹp cho em. 53 cân quay đầu nhá các chị nữ ạ. Em để 100.000 lên mã là 493. 100.000 lên mã 493 cho em. 100.000 thôi ạ, lên mã 493 nhá. Đây. Này đẹp này. Có phẩm mô chị Ngô Hương. Đây mang cái 105. Con này của các chị nữ cho em nhá. Con này của các chị nữ ạ, size to. Size to của các chị nữ. Con này cho em size 60-65 cân các chị nữ ạ. Em để con này 250 lên mã 85. 250.000 lên mã 85 cho em nhá. 250.000 ạ, lên mã 85. Trời ơi, con này đẹp đỉnh luôn mọi người ơi. Hàng hiệu tiếp cho em. Con này hàng hiệu của Discovery tiếp này mọi người ơi.
nó xịn từ cái logo tem mát trở đi nhá. Nó in ba chữ liệu sắc nét đẹp kinh khủng luôn. Con này cho em. Phao dáng dài dành cho các anh có cân nặng tầm 60 đến 68 cân. 60 đến 68 cân lấy con này đi mọi người ơi, thề mọi người đẹp đỉnh luôn ấy. Con này vừa bán vừa tặng luôn, 350 mã 130. 350 đến mã 130 thể chị nào có khoảng trông chồng nó khoảng cân nặng là tầm 60 68 cân chốt ngay con này cho em. Đỉnh luôn ấy. Đỉnh luôn mọi người ơi, hàng hiệu mà. 350 đến mã 130 nhá. 350 đến mã 130 ạ. Xịn lắm luôn đấy này. Từ từ đợi em nhá. Con này hình như nó biết đi sao ấy cho. Để mặc lên xem. Em thấy cái tay nó ngắn quá. Hàng hiệu đấy. Size của em của bé rồi chị ơi. Size của trẻ con nhá. Size 150 của em bé. Size này size 150 của em bé. Nhà con chị nào có nặng 40-45 cân nhá. 40-45 cân trời ơi. Thế các chị có thể mua cho con mặc siêu đỉnh luôn. Nhìn là biết hàng hiệu. 350 lên mã 130 ạ. 350 lên mã 130 nhá. Bé trai chị nào khoảng cân nặng 40-45 cân đẹp nhất. Đây. Đẹp chưa? Có anh Nam mang cái size 95. Size 95 này không nhỏ rồi. Con này 55 đến 60 cân thôi ạ. Các anh Nam nhá, 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân các anh Nam cho em. Con này cũng đẹp lắm mọi người ơi, 55 đến 60 cân này, mới góng luôn. 250 lên mã 193. 250 mã 193 con này nhá. Dành cho các anh có cân nặng tầm 55 đến 60 cân đi ạ. 55 đến 60 cân nhá. 250. Ôi lông vũ siêu nhẹ này. Lông vũ siêu nhẹ. Lông vũ siêu nhẹ cho em. Các chị không chốt là nốt con này thì em nghỉ nhá. Con này lông vũ siêu nhẹ size to đấy ạ. Lông vũ siêu nhẹ size to. Con này tầm 60 cho đến 70 cân ạ. 60-70 cân mà thoải mái cho em. 70 cân quay đầu nhá. Em để con này 300.000 lên mã 18. 300.000 lên mã 18 các chị ơi. 300.000 nhá, lên mã 18. Con này đẹp đỉnh luôn này. Trời ơi. 60-70 cân, 70 cân quay đầu mặc đẹp. 300.000 lên mã 18 cho em nhá. Dạ này đẹp này mọi người ơi. Dạ này đẹp này. Mắc vào đánh size M đi. Mắc vào đánh size M nhá. Những con như này rất là dễ mặc luôn. Những con này rất dễ mặc luôn mọi người nhá. Size M cho em nhá. 18 chốt chị Thúy Minh. Size M cho em. Con này 150.000 lên mã là 100. 150.000 lên mã là 100 cho em nhá. Đẹp quá này. 150.000 thôi ạ. Lên mã 100. Đây, con dạ này nó nốt này. Mắc này size L cho em. Mắc này size L nhá. Nhưng con này chỉ M thôi ạ. Con này 50 đến 55 cân mặc đẹp nhất này. 50 đến 55 cân nhá, quá hở hững rồi. 50 đến 55 cân tay lửng. 80.000 lên mã là 229. 80.000 lên mã 229 cho em. Đây con này anh xinh này. Con này nhá. Con này cho em. Size 50 đến 55 cân đấy ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp, 55 cân quay đầu dáng crop top nhẹ. Em để con này 120 mã làm 202. 120.000 lên mã 202 nhá. Các chị ơi, cho em xuống live đây. Hẹn các chị ở ca live tiếp theo nhá. Tối nay em có cái gì nhỉ? Lên trẻ con. Tối nay em có lên trẻ con nhá. Chị nào muốn săn lên trẻ con tối nay vào săn cùng em nhá. Cảm ơn tất cả các chị xem live.